Giật mình vì năm vật dụng nhà bếp quen thuộc lại là ổ chứa vi khuẩn, càng dùng càng rước ung thư. Cô bác thân mến, nói đến nguyên nhân khiến con người ta mắc bệnh thì có rất nhiều, và một trong những số đó là chế độ sinh hoạt. Các đồ vật ta dùng hàng ngày có chứa vi khuẩn, mất vệ sinh. Video ngày hôm nay, truyền hình Sức Khỏe sẽ chia sẻ tới cô bác 5 món đồ nhà bếp rất quen thuộc, gần gũi nhưng lại chứa cả ổ vi khuẩn, càng dùng càng dễ sinh bệnh thọ non. Cụ thể như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé. Thứ nhất, miếng rửa bát. Cho tôi hỏi cô bác ở đây, bao nhiêu lâu thì thay miếng rửa bát một lần ạ? Tôi biết có những cô bác rất cẩn thận nên khoảng 1-2 tháng là đã thay một lần. Nhưng do miếng rửa bát rất bền và dai nên có những cô bác dùng rất lâu, thậm chí là 1-2 năm. Đến khi nào nó rách sơ sát hết rồi thì mới thay mới. Trên thực tế, chúng ta ngày nào cũng phải dùng đến miếng rửa bát. Tuy nhiên, lại không biết đây chính là mầm mống gây bệnh. Nếu chúng ta không chịu khó vệ sinh vật dụng này, thì chúng ta sẽ phải trả giá, đánh đổi bằng cả chính tính mạng của mình đó, cô bác ạ. Theo đó, miếng rửa chén, bát, một vật dụng khá nhỏ trong gian bếp của mỗi nhà, nhưng lại là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất. Theo số liệu nghiên cứu, trên miếng rửa chén, có thể có đến 20 triệu vi khuẩn đang hiện diện. Nó còn chứa nhiều tác nhân gây bệnh hơn cả toilet. Nguyên nhân là do môi trường ẩm ướt của miếng rửa chén, bát cùng với thức ăn thừa tồn đọng vương vào đã trở thành địa điểm ẩn náu lý tưởng của vi khuẩn. Càng sử dụng, sức khỏe của các thành viên trong gia đình sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Trong đó có những loại có thể gây bệnh nguy hiểm như viêm phổi hay viêm màng não. Vì thế, sau khi sử dụng, cô bác nên giặt sạch hoặc cho rẻ rửa bát vào, ngâm nước nóng để loại bỏ vi khuẩn. Sau đó vắt khô nước và đem phơi ở nơi thoáng mát, có nắng. Tốt nhất là nên mua một lô sẵn miếng rửa chén để dành dùng dần. Thứ hai, đũa. Có lẽ dùng đũa đã mấy chục năm nay, nhưng hầu hết mọi người chưa biết đây là món đồ quen thuộc, chứa rất nhiều vi khuẩn đúng không ạ? Nếu đúng thì cô bác hãy bình luận số 1 nhé. Thưa cô bác, xét về mặt thực tế thì đũa là một vật dụng quen thuộc không thể thiếu trong bữa cơm của mỗi gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, do chính cách vệ sinh bảo quản đũa không khoa học mà đây lại chính là nguyên nhân khiến chúng ta rước cả tá bệnh vào người. Chết sớm hoặc đoản bệnh đấy cô bác ạ. Theo một số khảo sát, thì đa số các gia đình Việt Nam hiện nay đều sử dụng đũa tre hoặc đũa gỗ. Nhược điểm của chúng là dễ bị ẩm mốc, bám bẩn, nhiễm khuẩn, có thể gây hại cho sức khỏe nếu cô bác không giữ vệ sinh sạch sẽ, khô ráo. Trên thực tế thì có rất nhiều bệnh khuẩn đều bị chiềm nhuyễn thông qua đôi đũa. Trên một đôi đũa không sạch có thể mang vài chục nghìn đến vài trăm nghìn vi khuẩn và virus gây bệnh. Mọi người khi sử dụng những đôi đũa như vậy rất dễ bị truyền nhiễm các bệnh liên quan như viêm gan, kiết lỵ, thương hàn, viêm dạ dày, cấp tính. Đặc biệt, việc sử dụng đũa quá cũ bị nứt hoặc có vết mốc còn có thể dẫn đến ung thư dạ dày và ung thư gan. Theo lời khuyên của các chuyên gia, sau một thời gian sử dụng, mọi người nên vệ sinh tổng thể một lần bằng cách ngâm đũa vào nước sôi trong nửa tiếng. Sau khi rửa sạch đũa, nên lau khô và phơi nắng, sau đó đem cất ở nơi khô ráo thoáng mát. Thứ ba, thớt. Xin hỏi cô bác mình ở đây, còn nhà ai đang sử dụng thớt gỗ không ạ? Nếu có, thì hãy bình luận số 2 nhé. Nói về vật dụng này, thì tôi xin phép kể lại cho cô bác câu chuyện của mẹ chồng tôi ở quê. Bà là người cũng có tuổi và sống rất tiết kiệm. Thông thường các đồ dùng của bà phải đến tận khi hỏng rách, mục nát thì bà mới bỏ đi. Và cái thớt cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều lần về quê, tôi thấy cái thớt ở trong bếp của bà đã mục nát, thậm chí là cả mốc lên rồi. Tôi khuyên bà nên thay đi, mua cái mới, nhưng bà bảo cứ để lại đấy dùng mãi mà có thể làm sao đâu.
Cho đến một hôm, khi tôi đang làm việc trên cơ quan, thì bác sĩ ở trong bệnh viện gọi điện thông báo rằng mẹ chồng tôi bị nhiễm khuẩn đường ruột cấp, con cháu vào viện với bà luôn. Tôi và chồng tức tốc về quê vào viện, thì thấy bà liên tục kêu đau, buồn nôn và có dấu hiệu khó thở. Qua trao đổi với bác sĩ thì tôi biết được rằng nguyên nhân là do bà sử dụng thớt để thái đồ ăn chín nên bị nhiễm khuẩn và ngộ độc. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thớt là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn mà nhiều bà nội trợ vô tình bỏ quên. Hàng ngày, mọi người thường băm chặt kết hợp thức ăn sống và thức ăn chín trên thớt. Bề mặt thớt xuất hiện những vết mốc đen, vết dao lâu ngày tạo thành khe kẽ nhỏ. Đây chính là vị trí lý tưởng để rất nhiều vi khuẩn có hại trú ngụ, trong đó có E. coli. Loại vi khuẩn này chính là tác nhân khiến người dùng bị ngộ độc, nhiễm khuẩn và gây hại cho dạ dày. Đặc biệt, độc tố aflatoxin sinh ra từ E. coli còn là mầm mống của các tế bào ung thư trong cơ thể. Vậy nên, tốt nhất là sau khi dùng, cô bác nên rửa thớt bằng nước rửa chén, pha chút nước ấm, sau đó rửa lại thật sạch, để ở nơi khô ráo, tối đa 6 tháng, thì cô bác nên thay thớt một lần nhé. Thứ tư, bồn rửa bát. Tôi để ý thấy rằng, đa số mọi người đều rửa rất nhiều thực phẩm ở trong bồn rửa bát, tuy nhiên lại rất nhiều người chú ý đến việc vệ sinh bồn rửa hàng ngày. Thậm chí còn cố tình xả rác vào trong ống ngăn ở bồn rửa, để đấy mấy ngày rồi mới chịu vứt đi. Nhưng ngày này qua tháng khác, vẫn vô tư rửa rau, thịt, cá, thậm chí là còn ngâm hoa quả trong bồn rửa, rồi tiếp tục sử dụng bình thường. Trên thực tế, đây là việc làm nguy hiểm mà cô bác cần phải dừng lại ngay nếu không muốn rước họa vào thân, ôm trọn ung thư vào người. Đó là bởi bồn rửa bát là nơi đa chức năng trong gian bếp. Chúng có thể tận dụng để rửa rau, rửa bát, chứa đồ giã đông. Chính vì tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm, đồ dùng khác nhau mà chúng cũng khiến vi khuẩn phát triển nhanh chóng. Đặc biệt ở bồn rửa bát còn nối với ống thoát nước. Tại đó có rất nhiều loại vi khuẩn khác nhau tích tụ và sinh sôi. Những vi khuẩn yểm khí sẽ phát triển nếu bồn rửa không được vệ sinh đúng cách thường xuyên. Để lâu ngày, lớp nhầy trong ống sẽ dày lên, chúng sẽ bám ở thành bồn rửa, lưới chắn rác, xâm nhập vào đồ ăn rồi đi vào cơ thể con người, sinh hàng loạt thứ bệnh như tả, lị, ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy. Do đó, sau khi rửa bát, mọi người nên dùng những dung dịch chuyên dụng để vệ sinh bồn rửa. Thường xuyên loại bỏ và rửa sạch khu vực bên trong bồn và đặc biệt là chiếc phễu lọc thức ăn cặn. Đặc biệt hiện nay, nhiều gia đình còn có thói quen ngâm bát đũa trong thời gian dài hay để dồn lại nhiều để tiện rửa một lần. Trên thực tế, cách làm này lại vô tình khiến vi khuẩn sinh sôi, cực kỳ gây hại cho sức khỏe, nên chúng ta phải loại bỏ ngay lập tức nhé. Thứ 5. Tủ lạnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, tủ lạnh là nơi để các gia đình cất giữ thức ăn, giúp thức ăn luôn tươi ngon. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng thì người dùng đã vô tình biến tủ lạnh thành ổ bệnh, làm thức ăn bị biến chất và gây hại cho sức khỏe con người. Tủ lạnh và đặc biệt những cánh tủ lạnh là nơi cư trú của nhiều loại vi khuẩn có hại, vì chúng là nơi chứa thịt và các thực phẩm tươi sống. Nếu không được vệ sinh kỹ lưỡng, sẽ là nơi vi khuẩn có cơ hội sinh sôi, nảy nở. Nhiều người không có thói quen vệ sinh tủ lạnh hàng tuần và vứt bỏ những thực phẩm đã quá hạn hoặc các bữa ăn thừa bị bỏ quên, từ đó tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển. Không những gây nên nhiều mầm bệnh mà còn làm ô nhiễm các thực phẩm khác, ảnh hưởng tới sức khỏe của cô bác. Một trong những vi khuẩn được tìm thấy nhiều nhất trong tủ lạnh phải kể đến đó là Listeria. Loại vi khuẩn này rất nguy hiểm, thường sẽ bám vào thức ăn và xâm nhập vào đường ruột của con người, thậm chí gây viêm màng não hoặc các vấn đề khác như thần kinh trung ương, nghiêm trọng hơn là hôn mê hoặc tử vong.
Để đảm bảo cho sức khỏe và tránh tình trạng nhiễm khuẩn chéo, thì cách tốt nhất vẫn là cô bác nên vệ sinh tủ lạnh thường xuyên. Vệ sinh tủ lạnh bằng chanh là cách vệ sinh tủ lạnh sạch sẽ, nhanh chóng, không gây hại cho bất cứ ai. Chất axit có trong chanh đánh bay các chất bám bẩn, diệt các vi khuẩn, lại có mùi thơm dễ chịu. Cách làm này khá dễ được nhiều người áp dụng. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên sắp xếp những ngăn riêng biệt để phân biệt thịt và thực phẩm tươi sống, rau sạch, hoa quả, đồ ăn đã chế biến cô bác nhé. Nghe đến đây, cô bác có thấy video này thật hữu ích không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 5 nhé. Vâng, liên quan đến những đồ dùng trong nhà bếp là mầm mống chứa hàng tỷ vi khuẩn, càng dùng càng sinh bệnh thọ non, đặc biệt là chiếc tủ lạnh thân quen mà nhà ai cũng có. Thì sau đây, truyền hình sức khỏe xin tiếp tục chia sẻ tới cô bác 4 món ăn được bác sĩ cảnh báo nên tránh để tủ lạnh, kẻo biến thành độc tố, dừng lại ngay trước khi quá muộn. Thứ nhất, thịt cá kho. Xin hỏi cô bác mình ở đây có ai hay ăn món thịt cá kho không ạ? Nếu có thì hãy bình luận số 5 nhé. Vâng, có lẽ người mà thích ăn thịt cá nghe đến đây sẽ có nhiều cô bác phản bác lại chương trình ngay và cho rằng chương trình này ăn nói linh tinh. Vì trước giờ thói quen kho cả một nồi thịt hay cá to để ăn cả tuần trời, đã thấy có ai bị làm sao đâu. Thậm chí trước kia các cụ nhà ta còn chẳng có tủ lạnh mà bảo quản, toàn để ngoài không khí mà vẫn ăn được đó thôi. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe lý giải từ các chuyên gia sau đây, cô bác sẽ thay đổi góc nhìn của mình đấy ạ. Theo các bác sĩ, thường thì các món thịt cá sẽ được kho cho chín đến độ mềm dục để ăn cho đúng vị. Tuy nhiên, sau khi bảo quản trong tủ lạnh suốt nhiều giờ đồng hồ, chúng sẽ rất dễ bị ôi thiêu, sản sinh ra lượng lớn vi khuẩn và nấm mốc. Ngay cả khi cô bác đã hâm nóng thì lượng vi khuẩn này cũng không chết đi mà vẫn theo món ăn xâm nhập vào hệ tiêu hóa, gây đau bụng, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa. Và đó là lý do vì sao chúng ta chưa bị làm sao ngay. Vi khuẩn sẽ từ từ đi vào bên trong cơ thể và sinh sôi nảy nở đến một lúc nào đó mới phát hiện ra bên ngoài. Cho nên tốt nhất là cô bác chỉ nên kho với một lượng vừa đủ ăn và không để thừa sang ngày hôm sau. Trong trường hợp bắt buộc phải cất đi, cô bác hãy đổ vào một chiếc bát thủy tinh và bọc màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh, tránh để trong nồi kim loại bằng inox hoặc nhôm vì dễ gây phản ứng hóa học có hại cho sức khỏe. Và nhớ là cũng chỉ nên ăn món kho trong vòng 2 ngày thôi, chứ đừng để lưu cữ nhiều ngày thì chắc chắn sẽ gây nguy hại tới sức khỏe đấy ạ. Thứ hai, canh rau. Đây có lẽ là thói quen xấu nhất mà hầu như nhà nào cũng từng mắc phải. Đấy chính là bảo quản canh rau xanh trong tủ lạnh. Tôi nhớ có lần chỉ vì ăn bát canh cua rau đay để qua đêm trong tủ lạnh. Mặc dù khi mẹ tôi đã đun lại sôi kỹ rồi, nhưng chiều tối hôm đó, cả nhà tôi vẫn phải kéo nhau vào trong bệnh viện cấp cứu vì bị đau bụng. Có tôi nặng nhất là bị nôn mửa vì ngộ độc với món canh để qua đêm trên. May mắn, cả nhà không ai bị di chứng nên hai hôm sau đã được xuất viện rồi. Không chỉ có nhà tôi mà trên mạng mới đây cũng đưa tin về một cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng bị tiêu chảy cấp, nôn mửa, suy hô hấp do ngộ độc thực phẩm. Mặc dù đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và bác sĩ cố gắng hết sức để cấp cứu kịp thời, nhưng chỉ có người chồng vượt qua được cơn nguy kịch, còn người vợ thì mãi ra đi. Sau khi tỉnh lại, anh chồng kể rằng cả hai vợ chồng đã cùng ăn bát canh rau cải nấu thịt băm còn thừa từ đêm hôm trước. Tại đây, bác sĩ kết luận cả hai bị ngộ độc hypochlorite nặng. Qua sự việc đau lòng của cặp vợ chồng này, bác sĩ đã nhấn mạnh rằng mọi người cần chú ý tuyệt đối không ăn canh rau để trong tủ lạnh, nếu không rất dễ xảy ra thảm kịch đáng tiếc
bởi trong rau xanh có hàm lượng lớn chất nitrat. Chất này sẽ chuyển sang nitrit, là một chất gây độc và ăn lâu dài sẽ dẫn đến ung thư. Vậy nên, nếu canh còn thừa, không ăn hết, bất luận thế nào thì cô bác đừng cố gắng bảo quản trong tủ lạnh và tiếp tục ăn vào ngày hôm sau. Ngay cả với món rau luộc để ngoài không khí trên 8 tiếng, thì mức độ nguy hiểm của chúng cũng không kém gì so với các món ăn để trong tủ lạnh. Hãy ghi nhớ để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cả những người thân yêu trong gia đình mình nhé. Thứ 3, rau xào. Không chỉ canh rau xanh, rau luộc cô bác không nên cất vào tủ lạnh, mà cả món rau xào cô bác cũng cần lưu ý nhé. Tôi để ý thấy là thói quen cất trữ đồ ăn còn thừa, nhất là các món rau xào, không chỉ có gia đình tôi trước kia, mà hiện nay vẫn còn rất nhiều gia đình còn giữ thói quen cực kỳ nguy hại này. Hoặc thậm chí, nhiều nhà vì để tiết kiệm thời gian nấu nướng mà cứ xào rau một lần cho cả hai bữa rồi bỏ tủ, bữa sau chỉ việc xào lại ăn cho nhanh. Nhưng theo các bác sĩ thì mặc dù rau xào có chứa nhiều dinh dưỡng, nhưng chỉ nên ăn sau khi mới chế biến xong. Chưa kể nếu rau xào một lần ăn không hết, càng để lâu, đặc biệt để qua đêm sẽ càng sản sinh ra các chất gây hại. Các chất gây hại này chính là nitrit. Các bác sĩ nói rằng rau xanh xào nấu càng để lâu thì lượng nitrit càng sản sinh ra nhiều, ngay cả khi bảo quản rau ở trong tủ lạnh, điều này vẫn không tránh khỏi. Sau khi nitrit đi vào dạ dày, nó sẽ kết hợp với protein để tạo thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh, rất dễ dẫn đến ung thư. Ngoài ra, rau thừa để lâu sẽ sản sinh rất nhiều vi sinh vật. Một khi ăn thức ăn chứa vi sinh vật cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa. Chính vì vậy nên, cô bác nội trợ hãy cố gắng chỉ xào rau với khẩu phần vừa đủ ăn và chỉ sử dụng trong vòng vài giờ đồng hồ. Nếu còn thừa, hãy bỏ đi, chứ đừng tiếc rẻ mà để vào tủ lạnh cho bữa sau thì chẳng khác nào mời gọi ung thư về hại cả nhà thọ non đấy nhé. 4. Mật ong. Tôi để ý thấy là nhiều gia đình thường tích trữ mật ong cất trong tủ lạnh, nhất là với những nhà mà mua được chai mật ong rừng chuẩn đắt tiền thì lại càng cất kỹ vì sợ rằng bảo quản ở ngoài sẽ hỏng mất. Thế nhưng cô bác có biết không, mật ong sẽ kết tinh khi giữ trong tủ lạnh, nó trở nên sần sùi và hầu như rắn chắc, vì vậy gần như không thể sử dụng. Mật ong giữ trong một thời gian thực sự dài, miễn là nó được lưu trữ ở nhiệt độ phòng. Mật ong là loại thực phẩm duy nhất không bị hỏng và không cần phải lưu trữ trong tủ lạnh. Thế nên cô bác cứ an tâm nhé. Và liên quan đến mật ong, giai đoạn chuyển mùa này, thời tiết thay đổi rất dễ khiến cho chúng ta bị cảm cúm, mắc bệnh. Vậy nên, ngay sau đây, truyền hình sức khỏe sẽ bật mí với cô bác một bài thuốc dân gian cực tốt từ mật ong để cô bác áp dụng tăng cường đề kháng nhé. Bài thuốc mật ong gạo lứt. Gạo lứt 100g, bơ 30g, mật ong vừa đủ. Cho nước và gạo lứt vào nồi nấu thành cháo. Cháo chín cho thêm bơ và mật ong vào là dùng được. Thích hợp hỗ trợ và điều trị chứng dương hư, người mệt mỏi, bị nhiệt, xẹp phổi, ho nhiều, họng khô miệng khát, viêm loét miệng, da khô. Bài thuốc mật ong cộng gừng tươi. Chỉ cần pha gừng và mật ong với nước để uống vào mỗi buổi sáng sẽ không chỉ giúp thanh lọc cơ thể tốt cho gan thận mà còn có tác dụng phòng ngừa bệnh hiệu quả. Ngoài ra, mật ong cũng có các enzyme chống nhiễm trùng, đặc biệt là gừng là thuốc giảm đau, cải thiện các cơn đau liên quan với viêm họng, cũng là chất kháng khuẩn và kháng nấm và có thể giúp chúng ta chống lại nhiễm trùng gây ra đau họng. Cô bác hãy lưu lại để áp dụng nhé. Tổng kết lại, trong video ngày hôm nay, chúng tôi đã chia sẻ cho cô bác biết được 5 loại vật dụng và 4 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh.
qua đó chúng ta cũng rút ra được những kinh nghiệm, có thêm kiến thức hiểu biết để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Tuy nhiên, để có một cơ thể khỏe mạnh và một tuổi thọ dài lâu, thì ngoài việc ăn uống, cô bác cũng nên tạo cho mình những thói quen sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao và luôn giữ một tâm hồn tươi đẹp nhé. Chúng ta muốn hoàn thiện bản thân, trở thành người vừa có tài, vừa có đức, thì bên cạnh việc trau dồi tri thức thì cũng rất cần và quan trọng việc nuôi dưỡng vẻ đẹp cho tâm hồn. Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp bên trong mỗi con người, là nhân cách, phẩm chất tốt đẹp. Những đức tính quý báu bên trong chúng ta, nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn là việc mỗi người cần tự rèn luyện những tình cảm, đức tính tốt đẹp, bản thân để trở thành một người có ích cho xã hội. Mỗi ngày hoàn thiện bản thân mình một chút, trau dồi bản thân mình một chút sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta thêm tốt đẹp hơn, giá trị con người chúng ta được nâng cao hơn rất nhiều. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý quan tâm theo dõi. Nếu cô bác thấy video hay và ý nghĩa, hãy bình luận số 9 nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.